Hello anh em nhá. Thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem một cái dạng móng nhà cấp 4 nhá, ở nông thôn nhá. Đây mình quay cho anh em xem đây này. Đấy. Và mình muốn nói những cái ưu nhược điểm khi anh em thi công cái móng nhà kiểu dạng như thế này. Thì ở đây cái móng nhà này là mình thi công là đổ cái móng nhà dạng hai dàng nhá. Dàng chịu lực ở dưới là dàng 500. Đấy, còn trên này là dàng đổ 10 12 phân. Đấy, đây là dàng chống thấm. Đấy, rất nhiều nhà là không sử dụng cái dàng chống thấm này thì mai kia những cái chân tường ấy của chúng ta ấy, sau khi ốp lát ấy hoặc là mai kia chúng ta sơn thì những cái chân tường này của chúng ta nó rất hay bị rêu mốc nhá anh em nhé. Đấy, thì anh em phải đổ cái dàng chống thấm này. Mục đích là nó sẽ ngăn nước từ dưới cái nền chúng ta, nó hút ẩm lên tường. Đấy. Và đây là một cái căn nhà cấp 4, 135 mét sàn nhé mọi người nhé. Đấy thì đằng trên cái khu buồng lồi kia. Đấy là nó là một cái phòng thờ nha mọi người nhé. Tiếp theo là một phòng ngủ nhé. Đấy, nhà này có 1, 2, 3, 4, có 4 phòng ngủ nhé. Một phòng thờ là 5. Phòng vệ sinh ở cuối là thành 6 phòng. Và phòng khách ở đây là 36 mét nha mọi người nhé. Và đằng trước kia là hiên sảnh. Đấy, nhà này là nhà mái Thái nha mọi người nhé. Đấy, và ở bên cái phòng buồng bên này cùng với nhà vệ sinh này nó sẽ có một cái đường hành lang. Đấy, nó sẽ có một cái đường hành lang đi đằng sau. Và mai kia sẽ xây những cái khu lăng bếp ở đằng sau này nữa nhé. Đấy, anh em xem và tham khảo cái mẫu móng nhà cấp 4 ở nông thôn như thế này. Để anh em nào bây giờ đang có ý định làm nhà thì có thể là làm theo cái mẫu này. Đấy, móng này là cao 1m8 nhé mọi người nhé. Đấy, cực kỳ là cao. Mình bây giờ sẽ đi quay cho mọi người xem này, chi tiết này. Thì ở dưới đây thì mình cũng xây lót gạch để tạo những cái hộp đế cột nhé. Đấy, tất cả những cột dưới này là đều tạo hộp đế cột vuông đều 1m nhé mọi người nhé. Sau đó mình mới đi đổ cái dàng 500, đổ dàng 500 xong thì mình mới đi xây lên hơn 1m nữa là mình đổ dàng với cả cột chung với nhau. Đấy, mọi người nhìn thấy là mình đổ rất là thẳng. Đấy, rất là bằng và thẳng nhá, đánh tim đánh cốt cân bằng rất là đẹp. Đây mọi người có thể thấy. Còn nhiều anh em thợ thì có cách thi công khác nhau, nhưng ở đây thì mình nông thôn mình ấy, thì đa số là họ sẽ thi công kiểu như thế này, vừa chắc chắn vừa tiết kiệm chi phí nhá. Đấy, rất là sâu luôn. Đấy, và tất cả các hệ móng ở quê mình ấy là đa phần là họ làm kiểu móng như thế này. Đấy, kiểu móng đơn như thế này nha mọi người nhé. Đấy, các phòng mà mình kè rất là vuông. Đấy, răng thì đổ rất là bóng và đẹp. Và sắp chờ ở đây là mình để cái độ dài là 60 cm. Đấy, sắp chờ là 60 cm. Đến lúc chúng ta nối cột ấy, nó mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nhé. Đấy, mọi người có thể thấy phòng nào cũng như phòng nào hết, tất cả đều làm gọn gàng hết nha mọi người nhé. Bây giờ mai sẽ đi múc đất vào. Đấy, múc đất vào trong những cái khoang như thế này là chúng ta sẽ đầm nền. Đầm nền xong thì chúng ta mới bắt đầu thi công đổ cột và xây tường nhé mọi người nhé. Đấy, ở đây mình đổ đất bằng cái đất bay nhé, cả đất cả đá lấn lộn nha mọi người nhé. Đấy, mọi người xem và tham khảo.